Xin chào quý anh chị và các bạn. Hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Và hôm nay thì em sẽ làm video để giới thiệu cho anh chị về nội ngoại thất chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản 2.4 máy dầu một cầu bản Legender. Thì ở đây em đang có cả một chiếc màu đen và một chiếc màu trắng. Em sẽ giới thiệu anh chị về nội ngoại thất chiếc xe này luôn. Và trong khi đi một vòng xung quanh xe thì em sẽ giới thiệu cho anh chị về cái giá bán thời điểm hiện tại. Giá bán thời điểm hiện tại thì Fortuner có tới 5 phiên bản, và trong đó thì các phiên bản như sau. Đầu tiên là phiên bản một cầu máy dầu thường thì có giá niêm yết là 1 tỷ 055 và lăn bánh nó sẽ rơi vào khoảng 1 tỷ 155 triệu. Phiên bản thứ hai, phiên bản trước mắt chúng ta đây, phiên bản một cầu máy dầu Legender thì có giá niêm yết là 1 tỷ 185, lăn bánh khoảng tầm 1 tỷ 3. Phiên bản thứ ba là hai cầu máy dầu 2.8 Legender thì có giá niêm yết là 1 tỷ 350, lăn bánh khoảng 1 tỷ 483. Còn phiên bản máy xăng là nhập khẩu nguyên chiếc có giá niêm yết đối phiên bản một cầu là 1 tỷ 165, lăn bánh sẽ rơi khoảng 1 tỷ 265. Và phiên bản cao cấp nhất của phiên bản máy xăng thì có giá là 1 tỷ 250 triệu, phiên bản hai cầu và lăn bánh khoảng 1 tỷ 363 triệu. Đó là em giới thiệu cho anh chị nhanh về cái giá bán của thời điểm hiện tại so với các dòng xe của Toyota, các phiên bản. Và bây giờ em sẽ giới thiệu anh chị về cụ thể hơn chiếc xe này, chiếc xe 2.4 máy dầu một cầu Legender. Thì em đứng ở bên này nhé, bên này mình sẽ nhìn rõ hơn được cả hai phiên bản. Thì đối với chiếc xe này thì sẽ sử dụng động cơ là 2.4 máy dầu hộp số tự động có lắp ráp tại Việt Nam. Thì phiên bản này là phiên bản có máy móc động cơ không gầm giống như phiên bản thường là một phiên bản 1 tỷ 055. Tuy nhiên là phiên bản này có một cái trang bị, một cái ngoại thất chiến hơn rất nhiều, một cái ngoại thất rất là đẹp. Và ngoài ra thì cái trang bị của xe cũng trang bị thêm rất nhiều cái tính năng, từ cái cụm đèn bi LED này, bi LED chiếu khoang, và cái hệ thống cam 360 ở dưới này nó là đèn gầm hay còn gọi là đèn sương mù dạng LED. La răng thì được sử dụng là dạng đẹp hơn, kích thước như nhau nhưng mà sẽ đẹp hơn, dạng phay xước. Và ở phía phần gương chúng ta sẽ thấy là được trang bị mắt cam trong cái cụm cam 360, tích hợp cả xi nhan ở đây. Có hai cái nắm cửa, cái nút mở cửa thông minh trong cái tay nắm cửa hàng ghế thứ nhất. Ở phần đuôi xe cũng vậy, phần đuôi xe thì được trang bị thêm khá nhiều thay đổi. Là đây là phiên bản thể thao nên là sẽ được trang bị một cụm đèn khác, một cụm đèn trông thể thao hơn rất nhiều, một cụm đèn full LED có xi nhan dạng LED chạy đuổi như thế này từ đây sang. Và cái thanh tên của xe này thì được sử dụng là sơn đen bóng chứ không phải là mạ chrome như phiên bản thường, cũng như là cái cản sau sẽ được sơn đen bóng trông thể thao và đẹp hơn rất nhiều. Và nếu mà ở phiên bản màu đen, anh chị rõ ràng là sẽ nhận được cái điểm nổi bật hơn là một cái đường chrome kéo dài từ gương phía bên trái sang gương phía bên phải. Trông xe sẽ là trường xe và thời trang hơn. Đây là phiên bản Legender. Và ở phần đuôi xe thì có trang bị thêm cả cốp điện kết hợp với cả đá cúp. Đó. Hàng ghế thứ hai và thứ ba của chiếc xe Fortuner này thì được đánh giá là một trong những xe ngồi rộng rãi thoải mái nhất cho những xe SUV gầm cao. Bây giờ em sẽ tiến vào nội thất để giới thiệu cho anh chị thêm nhé. Phần nội thất của xe thì cũng có một vài cái điểm để đáng nhấn mạnh đến. Thứ nhất là theo em là cái bộ loa JBL này cho ra cái chất lượng âm thanh cực kỳ là êm và cực kỳ là chất lượng cao. Có 11 loa JBL kết hợp với một màn hình đa thông tin cũng của JBL, một màn hình cho ra cái chất lượng âm thanh kết hợp với bộ 11 loa JBL, chất lượng âm thanh cực kỳ tốt. Và ngoài ra thì có một vài cái điểm khác biệt so với phiên bản thường, như là phiên bản này sẽ sử dụng là nội thất màu đen này, trần đen, điểm thêm những cái chi tiết chỉ đỏ ở đây, những cái đường chỉ đỏ, và ốp gỗ, có lẫy chuyển số sau vô lăng, có cruise control, có các cái chức năng như là cam 360 này, mở cốp điện, tắt bật cốp điện, xả khí đi gọi là khí DPF. Điều hòa thì chúng ta sẽ có là điều hòa hai vùng tự động cực kỳ mát. Có các dàn lạnh điều chỉnh ở hàng ghế thứ hai ở đây và hàng ghế thứ ba nữa. Hốc để kính. Đó. Hàng ghế thứ hai cũng được điểm thêm những cái chi tiết
màu đỏ ở đây. Vâng, và vừa rồi thì em đã giới thiệu cho anh chị về nổ ngoại thất chiếc xe Toyota Fortuner phiên bản 2.4 máy dầu Legender, và cập nhật cho anh chị về giá bán thời điểm hiện tại. Thì anh chị nào cần tư vấn thêm các vấn đề khác về xe Fortuner hay dòng xe khác của Toyota thì vui lòng liên hệ giúp em qua số hotline ở trên màn hình. Em xin phép hẹn anh chị ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.